Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. Ở phần 14 này Zfin gửi đến các anh chị chiến lược đầu tư giá trị cổ tức, bí mật thành công của tỷ phú Warren Buffett. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem cái triết lấy làm giàu của tỷ phú Warren Buffett là như thế nào. Thì ông ấy đã từng có một câu nói rất nổi tiếng, nếu không thể tìm được cách để kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, rất có thể bạn phải làm việc đến hết đời. Điều này đã cho thấy một cái triết lý làm giàu mang tính chất bền vững cao và dài hạn của tỷ phú, giúp tiền đẻ ra tiền, ứng dụng cái lãi suất kép vào trong thực tế để nhân cái tài sản của mình ngày càng mạnh, ngày càng nhanh như cái quyển sách có tựa đề Hòn Tuyết Lăn khi nói về cuộc đời và sự nghiệp của ông ấy. Vậy thì việc này có dễ hay không? Wow. thì như Warren Buffett chia sẻ thì rất dễ. đó là chỉ việc chọn những công ty tốt, những công ty xuất sắc, đợi giá hợp lý và mua vào. và sau khi mua vào thì nắm giữ nó và hưởng lợi lâu dài từ cổ phiếu đó. tuy nhiên trong một gặp, cuộc gặp với tỷ phú Jeff Bezos thì ông Bezos có hỏi ông Buffett tại sao cái chiến lược đầu tư của ông đơn giản như vậy mà lại không có ai có thể làm được như ông thì tỷ phú Warren Buffett chia sẻ một câu rất ngắn gọn cô động xúc tích và cũng phản ánh đầy đủ tâm lý của các nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán đó là bởi vì không ai muốn giàu chậm cả vì sao lại như vậy bởi vì về rất đơn giản các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán cũng không ai đặt mục tiêu 5, 10%, 15% cả. Mà đa phần họ tham gia, họ muốn ăn thua, họ muốn kiếm hàng trăm phần trăm một năm. Chính vì thế cho nên họ sẽ đối mặt với rất nhiều những thứ rủi ro và từ đó mất vốn không thể thành công được. Ngược lại thì những người kiên nhẫn như tỷ phú Warren Buffett bám trụ cái chiến lược của mình. Họ tập trung vào một số những điều quan trọng nhất đó là doanh nghiệp tốt, đó là định giá hợp lý và họ mua vào nắm giữ và việc còn lại chỉ là chờ đợi để có thể nhận thành quả của mình. Và cái chiến lược của tỷ phú Warren Buffett khi áp dụng vào đầu tư để có thể thành công như hiện nay thì một trong những cái tiêu chí rất quan trọng đó là đầu tư vào các doanh nghiệp tốt có dòng tiền bền vững, từ đó để nhận lại các cái dòng tiền cũng như dòng cổ tức của các công ty này và liên tục tái đầu tư để có thể phát huy hiệu quả. Thì, uh, thì công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett trong năm 2023 thì ước tính lượng cổ tức tiền mặt nhận được có thể lên đến gần 6 tỷ đô la. Và ở đây chúng ta có thể thấy Berkshire Hathaway nhận cổ tức từ những doanh nghiệp như là Chevron hơn 1 tỷ đô la, Bank of America hơn 800 đô la, gần 900 tỷ triệu đô la, Apple hơn 800 triệu đô la, Coca-Cola hơn 700 triệu đô la, và cái hãng tương ớt, tương cà, uh, Hen là lên đến hơn 500 triệu đô la. Thì đây chính là những cái khoản mang lại cổ tức chính. Còn nếu nhìn vào cái danh mục, của tập đoàn ông Warren Buffett này nắm giữ có thể thấy rất nhiều các công ty con cũng là những công ty đẻ dòng tiền liên tục cho tỷ phú này. Từ đó tỷ phú này đã có được những cái dòng tiền rất mạnh, rất lớn hàng năm để có thể tái đầu tư và giúp lãi suất kép phát huy tác dụng và ông ấy giàu một cách bền vững. Ví dụ như là cái công ty bánh kẹo rất nổi tiếng Candy chẳng hạn. Năm 1972 ông ấy bỏ ra 25 triệu đô để mua cái công ty bánh kẹo này thì đến nay hàng năm công ty bánh kẹo này có thể mang lại cho ông khoảng độ 70 đến 100 triệu đô la dòng tiền để tái đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Hay là những cái công ty như là các công ty bảo hiểm ông ấy mua chẳng hạn thì cũng là hướng đến dòng tiền dòng cổ tức trả lại cho chủ sở hữu từ đó mang đi tái đầu tư. Và để có thể kiên nhẫn nhận được những dòng cổ tức này thì ông ấy cũng đã từng cái chia sẻ cái triết lý đầu tư của mình đó là khoảng thời gian nắm giữ yêu thích của tôi là mãi mãi tôi đối lập với những người vội vàng bán và chốt lời khi công ty hoạt động tốt nhưng lại kiên trì đeo bám những doanh nghiệp gây thất vọng ý ông là hãy lựa chọn những doanh nghiệp tốt và hãy nắm giữ thật bền thật chặt thật lâu dài để hưởng lợi từ những doanh nghiệp đó thông qua những dòng cổ tức bằng tiền mặt rất lớn. Tôi lấy ví dụ như này, trường hợp Coca-Cola, năm 1988 đến năm 1994, tỷ phú Warren Buffett đã liên tục mua vào cổ phiếu Coca-Cola và sau đó một thời gian ngắn thì giá cổ phiếu này tăng rất mạnh, tăng rất mạnh. Đến năm 1998 thì nó tạo đỉnh đi xuống và đến tận năm 2014 nó mới bắt đầu trở lại cái vùng năm 2000 năm 1998, tức là mất khoảng 16 năm trời. Đó là cái sự kiên nhẫn của tỷ phú này. Và vì sao ông ấy có thể nắm giữ một cái doanh nghiệp mà giá cổ phiếu đi xuống trong 16 năm như vậy? Bởi vì rất đơn giản là ông ấy nhìn vào cái dòng cổ tức của Coca-Cola, ông ấy thấy rằng à, cổ tức của doanh nghiệp này vẫn liên tục trả đều đặn, thậm chí vẫn còn tăng trưởng. Cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này còn vì thế ông ấy liên tục nắm giữ và đến tận 2023 này ông vẫn không bán. Nếu như nếu như năm 1990 chẳng hạn, 88 90 ông ấy chỉ nhận được khoảng độ 25 đến 30 triệu đô la cổ tức mỗi năm từ Coca-Cola. Nhưng đến nay năm 2023, lượng cổ tức nhận được từ Coca-Cola đạt khoảng gần 750 triệu đô. Đó, thì khi ông ấy chỉ nhìn vào dòng tiền thì ông mới có thể kiên định kiên nhẫn nắm giữ qua thời gian và hưởng lợi một cách lâu dài tuy nhiên đa phần các nhà đầu tư của chúng ta thì không được như vậy họ mua vào cổ phiếu được 3 ngày 5 ngày cùng lắm là một tháng hai tháng họ không thấy tăng họ thấy giảm là họ ức chế khó chịu mà không chịu nhìn vào cái nội tại của doanh nghiệp đó có tốt không có rẻ không có mang lại dòng tiền nhiều hay không bởi vậy cho nên Jeff Bezos mới có nói triết lý đầu tư, chiến lược đầu tư của ông rất đơn giản vậy nhưng cuối cùng không ai làm được. Và Buffett cũng trả lời rất rõ ràng đó là không ai muốn giàu chậm cả. Và đó chính là một cái tiêu chí cần thiết trong việc đầu tư nhận cổ tức như tỷ phú Warren Buffett đã từng làm. Tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều tranh cãi thông qua cái việc đầu tư nhận cổ tức. Thì người ta thường thường thắc mắc như thế này nhận cổ tức thì giá bị trừ. Ví dụ như là cổ phiếu ngày mai đi. Ngày mai giá tham chiếu 40 nhưng mà họ chia cổ tức 4.000 tiền mặt chẳng hạn thì giá tham chiếu bị trừ còn có 36. Rồi là 4.000 cổ tức đó nhận lại phải đóng 5% thuế tức là mất 200 đồng. Tức là nhà đầu tư chỉ nhận được 3.800 đồng. Giá tham chiếu của cổ phiếu điều chỉnh còn 36. Vậy thì nhận cổ tức làm gì có ý nghĩa? Đúng không ạ? Thì đấy là một cái thắc mắc của đa phần những nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc những nhà đầu tư không hiểu về triết lý đầu tư giá trị. Tôi lấy ví dụ như này, nếu cùng một cổ phiếu đó, nếu nó không niêm yết chẳng hạn, nó không có giá thị trường, nó không có giá tham chiếu, thì nhà đầu tư sẽ không thể đánh giá được à nó điều chỉnh giá hay không. Đúng không ạ? Thì khi đó tư duy họ lại khác. Còn nhưng nó niêm yết thì họ lại khác. Bởi vì đa phần các nhà đầu tư ở thị trường là ngắn hạn và họ chỉ nhìn giá thôi. Thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam còn sơ khai nên cần có biên độ cộng trừ 7% đối với sàn HOSE, cộng trừ 10% đối với sàn HNX và cộng trừ 15% đối với sàn Upcom. Do đó vào ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với cái cổ tức để làm sao tránh cho các nhà đầu tư thiệt hại. Tôi lấy ví dụ như này, nếu mà uh, trường hợp này, ví dụ chia cổ phiếu đi, để anh chị thấy là vì sao mà các cơ quan quản lý họ đưa ra phải điều chỉnh ra. Ví dụ như là cổ phiếu uh, FPT đi, họ chia cổ phiếu với tỷ lệ 10, 15%, 15% chẳng hạn. Uh, giá cổ phiếu đang là 115, chia 15% cổ phiếu thì suy ra giá điều chỉnh còn 100. Vậy thì tại sao người ta không để nguyên? Thứ nhất, người ta để nguyên thì những người mua sau mua vào hôm sau Họ lại không biết rằng, à vừa mới chia cổ tức Thì họ lại đặt mua giá 115 Trong khi ngày hôm sau cổ phiếu của FPT bị phà loãng thêm 15% Thế thì cuối cùng họ bị thiệt hại Bởi vì ở Việt Nam các nhà đầu tư vẫn còn chưa có chuyên môn tốt Còn ở các nước trên thế giới ấy, thì họ không điều chỉnh giá tham chiếu bởi vì họ không có giá tham chiếu. Họ để thị trường tự trả giá. Đúng không ạ? Và chúng ta nói ở đây là giá tham chiếu nhưng chúng ta lại không chịu nhìn vào cái sâu xa hơn đó chính là giá trị doanh nghiệp. Và cái việc điều chỉnh này điều chỉnh cái giá tham chiếu ấy thì điều này chỉ có các nhà đầu tư lướt sóng quan tâm thôi. Còn đối với các nhà đầu tư dài hạn họ quan tâm đến giá trị, tức là Giá trị doanh nghiệp này lại được xác định bằng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp mang lại. Về lâu dài thì giá cổ phiếu sẽ theo giá trị. Giá cổ phiếu sẽ tăng dài hạn khi giá trị doanh nghiệp tăng lên hoặc cao và ngược lại, chứ nó không phụ thuộc vào cái việc chia cổ tức là phải điều chỉnh giá. Hay tôi lấy ví dụ như này, cổ phiếu VA giá 33.000 đồng. Trung bình mỗi năm trả 4.500 đồng cổ tức. Liệu sau 8 năm trả cổ tức giá cổ phiếu VA có về không không? Chắc chắn là không rồi nếu mà doanh nghiệp này tốt. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu mà VA có cổ tức bền vững dài hạn thì khi giá cổ phiếu điều chỉnh một thời gian sau nó lại tăng lại. Điều chỉnh do cổ tức một thời gian sau lại tăng lại. Thế do đó người ta nói rằng nhận cổ tức bị trừ đi vào giá có được lợi gì đâu là không đúng. Anh chị lưu ý là như thế. Mà kể cả sau 8 năm cổ phiếu VA có về không đi chăng nữa tức là có những trường hợp trên sàn giá cổ phiếu về gần không do chia cổ tức điều chỉnh rất nhiều bởi vì không có ai người ta bán cổ phiếu ra không có giao dịch tuy nhiên khi gần về không thì nó không điều chỉnh nữa và cổ phiếu đó vẫn rất có giá trị vậy thì thôi nhà đầu tư không cần quan tâm đến giá nữa ok tôi bỏ vào 33.000 mỗi năm tôi nhận 4.000 rưỡi giá không tôi cũng không quan tâm mỗi năm tôi cứ nhận 4.000 rưỡi 4.000 rưỡi trên cái gốc đầu tư của tôi là 33.000 tương ứng với một năm tôi nhận được 13,6% cổ tức điều này khiến nhà đầu tư hiểu lầm là bởi lẽ cổ phiếu này đang được niêm yết và có giá tham chiếu chúng ta hãy đầu tư giá trị giống như tỷ phú Warren Buffett tức là đừng quan tâm đến những cái đó chỉ quan tâm đến giá khi nào khi chúng ta định mua hoặc định bán thôi nếu chúng ta định mua nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá trị rất nhiều thì chúng ta mua càng tốt ở trong trường hợp này giá cổ phiếu VA 33.000 nếu hàng năm trả 4.500 cứ điều chỉnh đi. Điều chỉnh về 20 càng tốt, mua 20 lại nhận 4.500 cổ tức. Điều chỉnh về 10 mua càng tốt, nhận 4.500 cổ tức. Thế có phải là lợi suất chúng ta khủng khiếp không? Đúng không ạ? Thì điều đó, cái câu chuyện bảo trừ vào giá là không đúng và cái giá trị doanh nghiệp không thay đổi là không đúng. Tiếp theo, việc trả cổ tức không có nghĩa với nhà đầu cơ nhưng nó sẽ giúp doanh nghiệp có hiệu quả nguồn vốn cao hơn. Vì sao lại vậy? Nhiều người bảo thôi, doanh nghiệp trả cổ tức thì lại phải trừ thuế, thà ông giữ lại ông trả làm gì? Nhưng nếu mà doanh nghiệp không có nhu cầu giữ lại vốn để mở rộng, nếu họ giữ lại trong két thì có phải là lãng phí không ạ? Hoặc họ giữ giữ lại, họ lại gửi ngân hàng 5, 6, 7% thì nhà đầu tư có thích không? Không, việc đó tốt nhất là họ phải trả cổ tức ra cho cổ đông. Thì lúc đó họ duy trì một mức vốn phù hợp vừa phải Họ lại kinh doanh ra tiền, họ lại trả Họ lại kinh doanh, họ lại trả Từ đó khiến cho hiệu quả nguồn vốn cao hơn Còn nếu họ cứ giữ khư khư họ không trả Thì cổ phiếu cuối cùng chả có giá trị gì cả đó. Rồi tiếp theo khi trả cổ tức Thì nhà đầu tư sẽ có thành quả để sử dụng hoặc tái đầu tư Ví dụ rất nhiều các nhà đầu tư ở các thị trường phát triển Họ đầu tư cổ phiếu để họ nhận cổ tức Chi tiêu cho tuổi già, nghỉ hưu chẳng hạn Đúng không? Hoặc những người không cần thì họ nhận cổ tức, họ lại tiếp tục đã tái đầu tư vào những cơ hội tốt, cơ hội hấp dẫn giống như tỷ phú Warren Buffett. Ông ấy nhận được hàng năm rất nhiều cổ tức, rất nhiều tiền lãi và ông lại cầm đi mua doanh nghiệp, đi mua cổ phiếu để lại có dòng cổ tức cao hơn theo thời gian. Điều đó rất tốt. Tiếp theo, cái thuế thu nhập cổ tức là khoản hiển nhiên phải đóng rồi. Ở Việt Nam chúng ta có thể thấy lại. Bởi vì từ xưa nay ít khi chúng ta phải đóng thuế, nhưng thực tế về lâu về dài khi các nước phát triển thì thuế phải đóng. Và cái thuế cổ tức ở Việt Nam thậm chí còn rất thấp. Và đây là một cái điều gọi là hiển nhiên rồi, chứ không có gì cần phải thắc mắc cả. Tiếp theo, vậy thì tại sao đầu tư cổ tức lại tốt? Thứ nhất, đó là lãi suất. Về lâu về dài xu hướng ngày càng thấp. Khi đó, trong khi đó, cổ tức của cổ phiếu ở Việt Nam hay là các thị trường chứng khoán trên thế giới như thế. Từ lúc sơ khai đến lúc phát triển dần thì cái tỷ lệ cổ tức ngày càng cao hơn và ổn định hơn. Từ đó cho thấy rằng đây có thể là một kênh thay thế phần nào cho kênh gửi ngân hàng, gửi tiết kiệm, mang lại dòng cổ tức cao. Thậm chí hiện nay AZFIN Việt Nam còn xây dựng được rất nhiều các cái danh mục cổ tức cao gấp rưỡi lãi gửi ngân hàng mà vẫn còn tăng trưởng. Đúng không ạ? tiếp theo thứ hai đó là cổ phiếu tốt là tài sản giữ giá thậm chí tăng giá trị tốt về cơ bản cổ phiếu tốt tất nhiên so sánh thì nó có sự khập khiễng nhưng nó cũng gần giống như một mảnh đất tốt khi nó mang lại dòng tiền tốt nó có tính bền vững nó có tính hữu hạn nó có lợi thế cạnh tranh thì đó là những tài sản giữ giá trị tốt nhất tiếp theo chúng ta có thể được hưởng lợi kép nếu như lãi suất giảm mạnh bởi vì khi lãi suất giảm thì định giá cổ phiếu tăng. Điều này anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn thì tôi cũng không muốn giải thích nhiều thêm. Nhưng mà đại loại là ví dụ lãi suất là 10% thì PE chỉ 10 thôi chẳng hạn. Thì lãi suất còn 5% thì PE phải 14, 15, 16 lần chẳng hạn. Từ đó khiến cho giá cổ phiếu tăng. Tức là chúng ta vừa nhận được cổ tức rồi, chúng ta lại có thể nhận được giá cổ phiếu tăng. Và cuối cùng, trong rất nhiều các doanh nghiệp trả cổ tức thì cũng có khá nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam do nền kinh tế còn phát triển họ vẫn còn tăng trưởng thì khi họ tăng trưởng ấy thì cổ tức của chúng ta năm sau cao hơn năm trước giá cổ phiếu năm năm sau cao hơn năm trước và chúng ta lại được hưởng lợi thêm một phần như thế nữa từ đó gọi là hưởng lợi gọi là kép và hưởng lợi gọi là ba lần đúng không ạ tuy nhiên đây chỉ là ở những cái trường hợp chúng ta chọn đúng mà thôi. Đúng không ạ? Còn ở đây là tôi lấy ví dụ một số doanh nghiệp trả cổ tức hiệu quả như nào so với index. Ví dụ như NT2 chẳng hạn, một doanh nghiệp chỉ trả cổ tức thôi không tăng trưởng nữa. Hay DGC vừa trả cổ tức vừa có tăng trưởng chút, hay FPT vừa trả cổ tức vừa tăng trưởng, Bình Minh thì chủ yếu trả cổ tức. Có hiệu quả trong hơn 10 năm qua là vượt trội hoàn toàn so với thị trường chung. Ví dụ thị trường chung đạt 181% thì các cổ phiếu này đều đạt từ 625% đến 1.537%. Cho thấy rằng cái phương pháp này khi chọn cổ phiếu phù hợp, không cần phải cổ phiếu xuất sắc nhất, thì có thể mang lại cái kết quả vượt trội hoàn toàn so với hiệu quả của VN Index. Vậy thì triết lý đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức hiệu quả là gì? Đó là xây dựng một danh mục đầu tư tạo ra nguồn tiền từ cổ tức cao dựa trên cơ sở các doanh nghiệp chất lượng với cái rủi ro thấp. Đó chính là triết lý. Còn thì các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu cổ tức hiệu quả cao cụ thể như thế nào? Thứ nhất, đó là phải lựa chọn cổ phiếu thuộc doanh nghiệp có cái ngành nghề kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng trong dài hạn. Chỉ có những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng trong dài hạn thì mới mang lại cổ tức cho chúng ta một cách lâu dài bền vững. Từ đó chúng ta được hưởng lợi từ cái việc Đầu tư cổ tức này Cũng giống như tỷ phú Warren Buffett Ông ấy đầu tư vào toàn những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh Ví dụ như Coca-Cola Ví dụ như là Cicandy Ví dụ như Apple Vậy là hàng năm ông ấy nhận cổ tức rất an tâm Tiếp theo Cái đặc thù kinh doanh của Các cái doanh nghiệp đó Là phải mang lại dòng tiền lớn Với ít thâm dụng vốn Có những đối tượng doanh nghiệp có lợi nhuận Nhưng mà lại phải liên tục bù đắp vào đầu tư từ đó dòng tiền mang lại không nhiều Thậm chí bị chiếm dụng vốn rất lớn Khi đó cổ tức mang cho lại cho nhà đầu tư thực sự không ổn Tuy nhiên có rất nhiều các loại hình doanh nghiệp Mà họ mở rộng họ lại cần thêm ít vốn Tức là ví dụ mở rộng 3% thì chỉ cần vốn tăng 2% thôi Từ đó họ giúp cho cái dòng tiền ngày càng mạnh mẽ hơn Và cổ tức ngày càng tăng nhiều hơn Đúng không? Thì khi đó nhà đầu tư nhận cổ tức mới được hưởng lợi lớn từ cái dòng cổ tức tăng trưởng tiếp theo thứ ba doanh nghiệp sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững cao cái câu chuyện ở đây là doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu lợi thế cạnh tranh quá mạnh quá khủng khiếp mà họ chỉ cần lợi sở hữu cái lợi thế cạnh tranh một cách bền vững ví dụ như là giấy phép độc quyền hay là ví dụ như là bản quyền sáng chế hay ví dụ như là à, có những cái mỏ hay có những cái nguồn nó gọi là độc đáo không có ở bên ngoài chẳng hạn thì từ đó sẽ mang lại cho họ cái kết quả kinh doanh có tính ổn định trong dài hạn. Khi đó thì sẽ giúp doanh nghiệp trả cổ tức dài hơn, nhiều hơn và chúng ta an tâm hơn. Thứ tư, đó là hệ thống quản trị ổn định và được đánh giá cao. Thì uh, trong các cái câu chuyện nói về đầu tư cổ phiếu tăng trưởng thì chúng tôi chú trọng đến cái ban lãnh đạo phải xuất sắc, quản trị phải tốt. Nhưng đối với những doanh nghiệp cổ tức hiệu quả cao thì không nhất thiết về ban lãnh đạo phải quá xuất sắc mà cái cần quan trọng nhất là cái hệ thống quản trị họ phải ổn định không bị ảnh hưởng bởi một cá nhân nào cả từ đó thì họ mới mang lại cổ tức cho nhà đầu tư trường kỳ qua giai đoạn lãnh đạo này đến lãnh đạo khác vẫn trả được cổ tức đều đặn và bền bỉ bề. thì khi đó nhà đầu tư mới có thể an tâm nắm giữ lâu dài và cuối cùng tỷ lệ cổ tức phải cao hơn lạm phát điều này cho biết điều gì thì tỷ lệ cổ tức ở đây là so với giá thị trường phải cao hơn lạm phát. Ví dụ lạm phát 3% thì cổ tức phải cao hơn 3%. Để cho biết rằng a à, cái dòng tiền chúng ta nhận được nó cũng bù được lạm phát là thứ nhất. Bên cạnh đó thì phải cộng thêm với cái tốc độ tăng trưởng nữa. Thì cái tỷ lệ cổ tức và cộng tăng trưởng thì nó phải lớn hơn được 10% thì lúc đó chúng ta mới nên đầu tư lâu dài và dài hạn. Bởi vì trong tương lai ở Việt Nam thì lạm phát đâu đó duy trì khoảng trung bình khoảng 3%. Tất nhiên có lúc sẽ lên 5-6%, có lúc xuống 1-2%, nhưng mà trung bình khoảng 3%. Và tiền gửi ngân hàng đâu đó khoảng 5%, đến 6% trong dài hạn. Tất nhiên có lúc nó sẽ lên 8-9%, có lúc nó lại xuống còn 4%. Thì khi đó chúng ta đầu tư cổ phiếu mà được trên 10%, tức là cái lợi suất của chúng ta cao gấp 2 lần so với gửi ngân hàng. Từ đó thì bù được một phần rủi ro đó là cổ phiếu biến động hơn là thứ nhất. Thứ hai chúng ta mới có cái lợi nhuận vượt trội và cao hơn. Từ đó mới có thể sinh sôi nảy lở tài sản của chúng ta nhanh hơn. Thì đấy là lưu ý đối với các anh chị. Tiếp theo, đây là một cái câu chuyện AZFIN đã tích sản cái cổ phiếu FPT từ cuối năm 2012 nhận cổ tức. Ví dụ như là chúng ta mua 1.000 cổ đi, không nói tích sản đều hàng năm. Mua 1.000 cổ thì đầu năm 2023 thì đến năm 2024 thì nhận được 2.500 cổ tức tiền mặt. 2.500 cổ tức tiền mặt. Và nhận được 25% cổ phiếu. Cứ tiếp tục như thế. Đây, cổ tức tiền mặt nhận được liên tiếp. Rồi cổ phiếu cũng nhận được liên, liên tiếp. Thì từ đó, với 30 triệu cổ đồng mua cổ phiếu cuối năm 2012, đầu năm 2013 thì nhận được 1.000 cổ phiếu. Thì đến năm 2023, sẽ sau 11 năm sẽ có 5.970 cổ phiếu. Và cổ tức năm 2023 đã nhận được là 12,65 triệu Tức là nếu như năm 2014, 9 năm trước nhận được có Cổ tức bằng tiền nhận được có Năm 2023, 13 có 2 nghìn rưỡi 2 triệu rưỡi Thì đến năm 2023 đã nhận tới Nhận tới bao nhiêu? 12 triệu 650 nghìn đồng cổ tức Đây là một cái doanh nghiệp vừa trả cổ tức lại vừa tăng trưởng từ đó có được cái dòng tiền ngày càng lớn cho cổ đông ngày càng lớn cho cổ đông thì đây chính là cái cổ tức chi trả hàng năm của fpt cho cổ đông nó tăng trưởng theo thời gian giúp cho cái dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng lớn lao hơn thì trên đây chính là cái chiến lược đầu tư nhận cổ tức mà hiệu quả cao thì ở trong tích sản cổ phiếu của zfin việt nam thì cũng có phân ra các danh mục đó danh mục cổ tức danh mục tăng trưởng và danh mục cân bằng hay ở trong đầu tư giá trị vàng thì Azfin có các clip định giá phân tích đầu tư từ A đến Z mang tính chất chuyên sâu để hiểu rõ hơn về bản chất doanh nghiệp để xem có giữ được lâu dài hay không Đúng không? còn bài tập về nhà để quý vị có thể comment phía dưới đó là hãy liệt kê 5 cổ phiếu tại 5 ngành khác nhau phù hợp với đầu tư cổ tức bền vững trong tương lai và để lại comment phía dưới thì AZFIN Việt Nam sẽ sắp xếp thời gian hỗ trợ các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở phần 15.